bơm xăng đấy. Hôm nay xăng. Ai 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 thằng Dương. Xe hôm nay đi đổ xăng nhá. Xăng hôm nay lên kinh khủng luôn đấy. Nha. Gọi tạ tạ đi. Tạ tạ. Dạ. Ố, tạ tạ đâu rồi? Em tạ tạ đâu rồi? Ba. Gọi ba đi. Cha. Gọi ông. Đây. Ờ đúng rồi, Tây. Ông Tây đấy. Thế em gọi bà đi. Bà. Em gọi ông. Trả nợ hết rồi. Em gọi ông đi. Trả nợ. Ông Tây. Tà ta đâu? Em gọi tà ta đi. Em gọi tà ta đi. Mấy cú vậy? 2.000 cú. Một tờ xinh xắn á. Một tờ 2000 đấy. Kính ơn. Thấy chưa? Đấy là rẻ đó. Cái chùm một chùm đó. Cái chùm mình ở. Hello hello, xin chào các bạn nha. Tình hình Ukraine và Nga đang diễn ra như thế cho nên là bây giờ là giật xem là giá xăng này ở cái benzin nào ở Chaslap này Morasit ở Selo. Hôm qua mình mới đổ là xăng là 41.5 mà bây giờ mới một ngày là lên là 47.9 rồi. Còn dầu hôm kia thì 44. Bây giờ 523. Và câu chuyện tăng nhanh kinh khủng nha. Trời ơi. Tháng giả ngày mai để thấy như thế nào. Hôm kia mình đổ đầy luôn thì là đỡ rồi. Bây giờ để ta xem cái tình hình ngày mai muốn thế nào tăng. Từng cái xe này mà đem đi đổ xăng thì đúng là cả đống tiền. Bây giờ là xe ô tô chạy rất chi là nhiều. Mà xăng lên thế này thì mọi người có xem thế nào chứ. Chiến tranh để làm cái gì nè. Nga vớ vả vớ vẩn quá. Xe cò vẫn chạy mầm này, xăng tăng lên vụt này, đồ ăn đủ tất cả đều tăng này. Đây chỉ là cái thằng tiệp thôi, mình ở trong tiệp, khu vực tiệp thì nó còn cách Ba Lan và còn cách ở biên giới Ukraine xa lắm. Nhưng mà thế này tình hình xăng lên này, dã man chứ. Đỉnh điểm đỉnh của năm ngoái năm kia mình có quay một video là xăng đặt là lên tới bao nhiêu nhỉ? 299 lúc đó là mọi người bảo đắt quá. Bây giờ lên cái 47.848 kinh dã man. Làm thế này làm không đủ đổi tiền xăng. Bây giờ đi xe buýt chứ sao ấy. Mọi người chuyển sang chuẩn bị mua tôi điên đây.